Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang. Hai quý chị và các bạn cũng có thể kêu mình là Yuki cũng được. Thì hôm nay mình tiếp tục cùng quý chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo. Số 109 đó là trả lời theo cầu bạn đọc về một số câu, một số từ vựng về tiếng Quảng mà quý chị và các bạn đã lưu tin cho mình. Rồi, có bạn hỏi như thế này. Dầu cháo quẩy thì tiếng Quảng nói như thế nào? Nói như thế này hả quý chị các bạn? Số 1. Dầu cha quẩy. Dầu cha quẩy. Dầu cha quẩy hay là dầu thiểu. Dầu thiểu. Dầu cha quẩy hay là dầu thiểu. Điều có nghĩa là dầu cháo quẩy. Là cái bánh chiên đó quý chị bạn. Dầu cháo quẩy là cùng ăn với cháo ha. Rất là ngon, ăn với cháo lòng á. Rồi. À, có bạn hỏi thực tập nói như thế nào? Số 2. Sạch chạp. Sạch chạp. Sạch chạp có nghĩa là thực tập. Rồi. À, có bạn hỏi chủ kiến riêng thì nói như thế nào? Nói như thế này ha quý chị các bạn. Số 3. Chì kỷ dậu chữ kiên. Chì kỷ dậu chữ kiên. Chì kỷ. Chì kỷ có nghĩa là chính mình. Dậu có nghĩa là có. Chữ kiên. Chữ kiên có nghĩa là chủ kiến. Chì kỷ dậu chữ kiên có nghĩa là chủ kiến riêng. Rồi tiếp tục. Không nên suy nghĩ về một phía, một hướng hay là một bên thì nói như thế nào? Số 4 nói như thế này. Hữu lẫm mài dách biến. Hữu lẫm mài dách biến. Hữu lẫm mài dách biến có nghĩa là không nên suy nghĩ về một bên. Không nên suy nghĩ về một phía, không nên suy nghĩ về một hướng cũng có nghĩa như thế ha quý vị bạn. Hữu có nghĩa là không nên, lẫm có nghĩa là nghĩ, mài dách biến, mài dách biến, mài dách biến có nghĩa là về một bên, về một phía ha quý vị bạn. Cùng nhau đọc lại. Hữu lẫm mài dách biến. Hữu lẫm mài dách biến có nghĩa là không nên suy nghĩ về một bên, không nên suy nghĩ về một phía và không nên suy nghĩ về một hướng. Rồi, thí dụ như có quý bạn hỏi việc không đâu thì nói như thế nào? Nói như thế này. Mù quầy ke xì. Mù quầy ke xì. Mù quầy ke xì có nghĩa là việc không đâu. Mù quầy ke xì có nghĩa là việc không đâu ha quý vị bạn. Rồi tiếp tục. Việc vô bổ hay là vô ích thì nói như thế nào? Số 6. Mụ dích ke xì. Mụ dích ke xì. Mụ dích ke xì. Mụ có nghĩa là không. Dích có nghĩa là ít. Dích có nghĩa là dậu dích có nghĩa là có bổ ích ha quý chị bạn. Mụ dích có nghĩa là không bổ ích. Không bổ ích thì là vô bổ. Ke là của, xì có nghĩa là việc. Mụ dích ke xì. Mụ dích ke xì có nghĩa là việc vô bổ hay là việc vô ích. Rồi. Việc vớ vẩn. Việc vớ vẩn thì nói như thế nào? Nói như thế này. Số 7. Mù liều ke xì. Mù liều ke xì. Mù liều có nghĩa là vớ vẩn. Ke là của, xì là việc. Mù liều ke xì. Mù liều ke xì có nghĩa là việc vớ vẩn. Rồi, thí dụ như chúng ta muốn nói đừng quá kích động thì sẽ nói như thế nào? Số 8. Hữu câm kích tùng. Hữu câm kích tùng.
Hữu câm kích tùng có nghĩa là đừng quá kích động. Hữu là tốt phải không nào? Hữu có nghĩa là không tốt hay là không nên. Hữu câm có nghĩa là đừng quá kích tùng. Kích tùng có nghĩa là kích động. Hữu câm kích tùng có nghĩa là mình khuyên ai đừng quá kích động. Rồi, tiếp tục. Thí dụ như chúng ta muốn khuyên người khác đừng quá nóng giận thì sẽ nói như thế nào? Số 9. Hữu câm kích hi. Có nghĩa là đừng quá nóng giận. Kích hi có nghĩa là nóng giận ha quý anh chị các bạn. Hữu câm kích hi có nghĩa là đừng quá nóng giận. Rồi, thí dụ như chúng ta muốn kêu ai đó bình tĩnh thì sẽ nói như thế nào? Số 10, nói như thế này. Lặng trình có nghĩa là bình tĩnh. Thí dụ như mình khuyên ai đó bình tĩnh lại thì lặng trình ha quý vị các bạn. Chúng ta nói một lần lặng trình thì không có được sự chú ý, mà chúng ta nói hai lần liên tục á thì nhất thiết người nghe là có chú ý ha. Lặng trình có nghĩa là mình mong muốn người ta bình tĩnh. Rồi, hay nói một cách khác, số 11, lặng trình giác hạ có nghĩa là bình tĩnh lại chút. Lặng trình có nghĩa là bình tĩnh thôi quý chị các bạn. Giác hạ, lặng trình giác hạ có nghĩa là bình tĩnh lại chút. Rồi, thí dụ như chúng ta muốn nói cái câu như thế này. Việc gì cũng có thương lượng mà. Thì sẽ nói như thế nào? Số 12 ha quý chị bạn, nói như thế này. Màn xì dậu sớm lờn a có nghĩa là việc gì cũng có thương lượng mà. Màn xì có nghĩa là ngàn việc, cho nên là rất là nhiều việc, cho nên là việc gì ha. Dậu có nghĩa là có. Sớm lờn có nghĩa là thương lượng ha quý anh chị bạn. Cùng nhau đọc lại. Màn xì dậu sớm lờn có nghĩa là việc gì cũng có thương lượng mà. Thì cái câu này để dành khuyên một ai đó, giải thích cho người ta biết cái gì thì cũng có thương lượng hết, cái gì cũng có thể tâm sự, cái gì cũng có thể nói hết, rồi từ từ giải quyết vấn đề phải không nào. Màn xì dậu sáng lờn a, việc gì cũng có thương lượng mà. Rồi bây giờ chúng ta học một vài cái cách hỏi và cách trả lời ha. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn hỏi bạn thích hay không thích thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Hỏi như thế này ha. Số 13, lị chúng gì có nghĩa là mình cầm một cái vật gì đó lên, thí dụ như cái áo hay là một đôi bông hay là chiếc vòng hay là bất cứ một cái vật gì, mình hỏi cái người đối phương lị chúng gì có nghĩa là bạn thích hay không thích. Hay đơn giản là bạn thích không ha quý anh chị bạn. Lị có nghĩa là bạn, chúng gì là thích, chúng gì là không thích, chúng gì. Đây là câu hỏi thích hay không thích, hay đơn giản là thích không. Rồi, thí dụ như mình nghe người ta hỏi lị chúng gì mà mình muốn trả lời tôi thích thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này. Số 14, ngọ chúng gì là thích, ngọ chúng gì có nghĩa là tôi thích.
2. Trả lời một cách đơn giản như thế này cũng được. Số 15. Chúng gì? Chúng gì? Chúng gì có nghĩa là thích. Chúng ta bỏ bớt đi cái chữ ngọ cũng được. Chúng gì có nghĩa là thích. Rồi. Có ai hỏi mình lị chúng mình chúng gì? Cầm một cái gì vật gì đó hỏi mình lị chúng mình chúng gì mà mình không thích, mà mình không thích, thì mình sẽ trả lời như thế nào? Trả lời như thế này ha quý chị bạn. Ngọ chúng gì? Ngọ chúng gì? Ngọ là tôi, chúng gì là thích, chúng gì là không thích. Ngọ chúng gì có nghĩa là tôi không thích. Hai đơn giản trả lời như thế này cũng được. Số 17. Chúng gì? Chúng gì? Chúng gì là không thích. Ha quý chị bạn, quý chị và các bạn cũng lưu ý ha. Rồi. Tiếp tục các câu hỏi. Thí dụ như chúng ta muốn hỏi bạn cần hay không cần, hoặc là bạn muốn hay không muốn, thì sẽ hỏi như thế nào? Hỏi như thế này. Số 18. Lị you chứ là mình cầm cái vật gì đó mình muốn hỏi một ai đó. Lị you. Lị có nghĩa là bạn, là khỏi giải thích rồi ha quý vị bạn. Là ngôi thứ hai, số ít ha, cha mẹ anh chị ai cũng được, tùy theo đối tượng mà mình dịch mình hỏi. You có nghĩa là muốn hay là cần. You có nghĩa là không muốn hay là không cần. You đây là câu hỏi muốn hay không muốn, hoặc là cần hay không cần. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại. Lị you có nghĩa là bạn muốn hay không muốn, bạn cần hay không cần, hay đơn giản là bạn muốn không, bạn cần không ha. Rồi khi mà chúng ta nghe câu hỏi lị you you mà mình muốn trả lời là tôi muốn, tôi cần, thì sẽ trả lời như thế nào? Như thế này. Số 19. Đơn giản là ngọ you là tôi, you là muốn. Ngọ you có nghĩa là tôi muốn hay là tôi cần, cũng y như nhau thôi. Rồi hai đơn giản, người ta hỏi mình lị you bạn muốn không, bạn cần không, mà mình trả lời như thế cũng này cũng được nè. Đơn giản you có nghĩa là muốn hay là cần. Rồi thí dụ như người ta hỏi mình lị you có nghĩa là người ta cầm một cái vật gì đó người ta hỏi mình bạn cần hay không cần, hay là bạn muốn hay không muốn, mà chúng ta không muốn hay là không cần, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Sẽ trả lời như thế này. Số 21. Ngọ you có nghĩa là tôi không muốn. Ngọ là tôi. You có nghĩa là không muốn. Ngọ you có nghĩa là tôi không muốn. Hay đơn giản trả lời như thế này cũng được. Số 22. You có nghĩa là không muốn hay là không cần. Không muốn đâu hay là không cần đâu. Rồi tiếp tục. Bây giờ thí dụ như mình muốn hỏi bạn thích cô ấy không, bạn thích anh ấy không, hay là nói chung bạn thích nó không, thì mình sẽ hỏi như thế nào? Hỏi như thế này. Số 23. Lị chúng chúng gì khỏi. Lị chúng chúng gì khỏi. Lị chúng chúng gì khỏi có nghĩa là câu hỏi bạn thích nó không. Lị có nghĩa là bạn. Chúng gì là thích, chúng gì là không thích. Chúng gì đây là câu hỏi thích hay không thích, hay là thích cái gì đó không. Chúng gì có nghĩa là thích cái gì đó không.
Thích cái gì quý anh chị các bạn? Khội. Khội ở đây có nghĩa là vật hay là con người cũng được ha quý anh chị các bạn. Khội ở đây có tượng trưng là vật hay là con người cũng được. Tượng trưng cho con người thì sẽ là cô ấy hay là anh ấy ha. Hay nói chung là nó. Thì chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Lị chúng mình chúng di khội. Lị chúng mình chúng di khội có nghĩa là bạn thích nó không? Bạn thích cô ấy không? Bạn thích anh ấy không? Ha, nó có nghĩa là như thế. Rồi nếu mà có ai đó hỏi mình lị chúng mình chúng di khội mà mình thích thì mình sẽ nói như thế nào? Nói như thế này, trả lời như thế này. Số 24. Ngọ chúng di khội. Ngọ chúng di khội. Ngọ chúng di khội có nghĩa là tôi thích nó. Ngọ là tôi, chúng di là thích, khội. Khội có nghĩa là cô ấy, anh ấy hay là nó ha. Thì ngọ chúng di khội có nghĩa là tôi thích nó, tôi thích cô ấy, tôi thích anh ấy. Thì tùy theo cái đối tượng mà mình dịch theo quý chữ các bạn. Rồi nếu mà ai đó hỏi mình lị chúng di khội bạn thích nó không mà mình không thích thì mình sẽ trả lời như thế nào? Số 25 trả lời như thế này. Ngọ chúng di khội. Ngọ chúng di khội. Ngọ chúng di khội có nghĩa là tôi không thích nó hay là tôi không thích cô ấy hay là tôi không thích anh ấy đều được ha quý chị các bạn. Rồi quý chị và các bạn cũng lưu ý ha, cái câu hỏi tiếp nữa nè. Thí dụ như mình muốn hỏi ai đó bạn yêu nó không, bạn yêu nó không có nghĩa là bạn yêu anh ấy không, bạn yêu cô ấy không, thì mình sẽ hỏi như thế nào? Số 26. Lị oi oi khội. Lị oi oi khội. Lị oi oi khội có nghĩa là bạn yêu cô ấy không, bạn yêu anh ấy không hay là bạn yêu nó không. Thì lị có nghĩa là bạn, oi là yêu, oi là không yêu, oi oi là câu hỏi yêu hay không yêu, oi oi là câu hỏi yêu cái gì đó không, yêu cái gì đó không. Thì yêu cái gì? Khội. Khội có nghĩa là anh ấy, cô ấy hay là nó hay là bất cứ cái vật gì. Mình chỉ vào cái vật đó mình hỏi lị oi oi khội cũng được ha quý anh chị bạn. Rồi, nếu như mà mình yêu thì mình sẽ trả lời như thế nào? Số 27 đơn giản là ngọ oi khội. Ngọ oi khội, ngọ oi khội có nghĩa là tôi yêu cô ấy, tôi yêu anh ấy hay là tôi yêu nó. Rồi nếu như mà mình không yêu thì mình sẽ trả lời như thế này. Số 28. Ngọ oi khội. Ngọ oi khội. Ngọ oi khội có nghĩa là tôi không yêu nó. Tôi không yêu cô ấy hay là tôi không yêu anh ấy. Rồi đây là những cái từ vựng và những cái câu hỏi cũng rất là thiết thực. Mình hy vọng là quý anh chị và các bạn nhớ luyện tập, nhớ dạng nói, nhớ ghi chú lại những cái câu mà mình thích, những cái từ mà mình cần học hỏi. Thì quý anh chị và các bạn nhất thiết sẽ mau tiến bộ thôi ha. Thì mình dừng ở đây và chúc cho quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui trong học tập tiếng Quảng và có nhiều niềm vui trong cuộc sống của chính bản thân mình. Trân trọng và hẹn gặp lại. Cho Kim.